Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp chuyển đạo tập 384. Siêu siêu siêu. Xích côn tinh chủ thành công đột phá động tĩnh, lập tức đưa tới chủ tinh trên đông đảo cường giả chú ý. Chư vị phong chủ trước tiên phát giác, nhao nhao hướng phía xích côn tinh chủ vị trí chạy đến. Xích côn một mạch tổng cộng có thập tam vị phong chủ, đại phong chủ cùng thập tam phong chủ tọa chấn những tinh vực khác. Còn thừa còn tại chủ tinh trên chỉ có 11 vị phong chủ. Giờ phút này nương theo lấy xích côn tinh chủ cường đại khí tức khuếch tán, mười vị phong chủ thì là cấp tốc tới gần lão sư lão sư người đột phá chúc mừng lão sư bước vào cửu giai từng vị phong chủ nhóm nhìn thấy chắp hai tay sau lưng con mắt đóng lại tới xích côn tinh chủ nhao nhao chúc mừng nói làm xích côn tinh chủ đệ tử xích côn tinh chủ càng là cường đại bọn hắn những này đồ đệ tự nhiên được lợi càng nhiều nhân loại văn minh bên trong quan hệ thầy trò chặt chẽ trình độ còn muốn vượt qua trí thân dù sao có thể trở thành sư đồ sinh mệnh cấp độ cơ bản sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể dắt tay trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng là trí thân, những cái kia thập giai tiến hóa giả, thập nhất giai tiến hóa giả trí thân, có mấy cái còn sống. Thậm chí trí cường giả trí thân cơ bản cũng đều tử vong, trí cường giả mặc dù có thể đi ngược dòng nước, phục sinh đi qua sinh linh. Nhưng nếu như bởi vì thọ nguyên đại nạn mà tử vong, coi như cưỡng ép phục sinh, cũng sẽ lần nữa thọ tận. Muốn vĩnh hằng, chỉ có trở thành thập nhị giai sinh mệnh, nhảy ra dòng sông thời gian. Các ngươi đã tới. Xích côn tinh chủ liếc mắt đông đảo phong chủ nhóm, khẽ gật đầu. Giờ phút này trong lòng của hắn nhắc lên kinh đào Hải Lãng, vừa rồi ý thức kết nối thế giới giả tưởng, tiếp thu hơn trăm năm đến phát sinh đông đảo tin tức. Trong đó trói mắt nhất dĩ nhiên chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Tại huyền hoàng bí cảnh bên trong đại khai sát giới, lấy sức một mình, bức bách nhân loại văn minh mấy đại địch đối đỉnh phong tộc quần cửu giai cường giả, để gần vạn vị cửu giai dị tộc chủ động chết tại bí cảnh bên trong phía sau thì là tại mấy năm trước bước vào thập giai, chỉ nửa bước đứng ở trí cường giả phía dưới đỉnh phong vị trí. Ta đệ tử này, xích côn tinh chủ trầm mặc không nói. Trước đây hắn chỉ là đề nghị Lâm Nguyên thăm dò mở ra huyền hoàng bí cảnh, nhìn xem có thể hay không làm rõ ràng huyền hoàng tiến hóa đường tắt cùng bí cảnh bản thân có liên hệ gì. Chỗ nào dự liệu được Lâm Nguyên vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trước đây xích côn tinh chủ tiến vào huyền hoàng bí cảnh, cẩn thận nghiêm túc, dù sao bát dai vô địch, thuộc về bí cảnh tầng dưới chót như lâm nguyên tại huyền hoàng bí cảnh biểu hiện cỡ nào cường thế bá đạo những cái kia cao cao tại thượng đặc thù cửu gia nhóm đều không thể khâu chạy chối chết trốn chậm liền phải chết về phần lâm nguyên bước vào thập giai xích côn tinh chủ trong lòng mặc dù phức tạp nhưng ẩn ẩn có loại giải thoát hương vị lâm nguyên bước vào cửu giai lúc xích côn tinh chủ chính là bát giai vô địch có hy vọng xung kích cửu giai cấp độ trở thành cùng tiểu đệ tử cùng cấp độ tiến hóa giả đây cũng là xích côn tinh chủ bế quan hơn trăm năm nguyên nhân nếu như không có lâm nguyên kích thích xích côn tinh chủ có lẽ sẽ còn ấp ủ số lượng ngàn năm đợi đến tự nhiên mà nhưng đạt tới cực hạn lúc lo lắng nữa bước vào thập giai dù sao hắn thọ nguyên còn rất dài làm có được đỉnh phong huyết thống tinh hải du côn xích côn tinh chủ thọ nguyên muốn vượt qua cùng cấp độ tiến hóa giả rất nhiều chỉ là hiện tại lâm nguyên bước vào thập giai xích côn tinh chủ vậy mà cảm thấy một trận nhẹ nhõm bởi vì thập giai cấp độ không phải mình bế cái quan liền có thể đạt tới cho dù tinh hải du côn tại cửu gia lúc tu luyện có cực lớn giúp ích mở trung điệp tầng không gian đối với loại này không gian bản nguyên sủng nhi tới nói muốn dễ dàng rất nhiều nhưng muốn đi đến cửu giai cấp độ mở ra ngàn vạn tầng tầng không gian không có thời gian một trăm năm không cần nghĩ đây là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới nếu như không thuận lợi lâm vào mấy cái bình cảnh thời gian sẽ còn thật to chỉ hoãn xích côn tinh chủ suy nghĩ chập trùng trong lúc nhất thời vậy mà sinh ra cảm khái khi tranh lệch không lớn lúc còn có vượt qua suy nghĩ nhưng tranh lệch tựa như hồng câu lúc xích côn tinh chủ triệt để mất đi loại này ý nghĩ lão sư tiểu sư đệ hắn tiểu sư đệ hắn bước vào thập giai thập phong chủ lập tức nói đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho xích côn tinh chủ ừm ta biết rõ xích côn tinh chủ lườm thập phong chủ một chút các ngươi về sau muốn bao nhiêu hướng thập tam học tập lời này vừa nói ra mười vị phong chủ hai mặt nhìn nhau hướng tiểu sư đệ học tập. Lấy cái gì hướng tiểu sư đệ học tập? Vũ trụ tinh không chỗ sâu. Tòa nào đó bí cảnh bên trong. Thác bạt cổ thần khoanh chân ngồi ở kia, kinh khủng khí tức ảnh hưởng chung quanh thời gian không gian. Ngân hà tinh chủ kia tiểu ra hỏa, bước vào thập giai rồi. Thác bạt cổ thần vừa kết thúc một lần ngắn ngủi bế quan, liền đạt được cái này đến từ nhân loại văn minh tin tức. Thác bạt, một đạo cường hoành ý thức giáng lâm, ngưng tụ ra một đạo to lớn hư ảnh, chính là ti trung cổ thần trước đây để ngươi đem ngân hà tinh chủ vị kia hảo hữu giao trả lại hiện tại tốt đi không chỉ có không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi còn đắc tội ngân hà tinh chủ ti trung cổ thần nhìn xem thác bạt cổ thần khẽ lắc đầu nói đắc tội liền đắc tội thác bạt cổ thần không thèm để ý chút nào lấy ngân hà tinh chủ triển lộ ra thiên phú tư chất bước vào thập giai không thể bình thường hơn được thác bạt cổ thần căn bản là không lo lắng chuyện này cho dù tương lai ngân hà tinh chủ bước vào thập nhất giai lại có thể như thế nào như hắn dạo này cổ thần vốn là đứng ở thập nhất giai đỉnh điểm trừ khi ngân hà tinh chủ thành trí cường giả không phải căn bản là không làm gì được hắn nhưng trí cường giả có dễ dàng như vậy thành ngân hà tinh chủ ngươi có thể không quan tâm như nhân loại văn minh vị kia thập giai ngộ ra thời gian quy tắc thập nhất giai tiến hóa giả chẳng lẽ lại cũng không quan tâm vị này nhân loại tiến hóa giả trở thành trí cường giả hy vọng rất lớn đến lúc đó nhân loại văn minh đem đản sinh người thứ 10 trí cường giả đối vũ trụ các đại thế lực thế cục đem sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Dạng này, ngươi còn có thể không quan tâm. Ti Trung Cổ Thần mở miệng nói ra. Mấy năm trước, vị kia gây nên hỗn độn hư không bản nguyên quán chú dị tượng, trải qua dị tộc trí cường giả lộ ra, chư vị cổ thần nhóm cũng hiểu biết đến từ nhân loại văn minh. Sau đó nhân loại văn minh cũng đối ông ngoại mở, một vị nào đó ẩn thế thập giai tiến hóa giả đột phá tới thập nhất giai. Cùng dị tộc trí cường giả nhóm phỏng đoán phù hợp. Thập giai ngộ ra thời gian quy tắc, thác bạt cổ thần lâm vào trầm mặc ngân hà tinh chủ hắn có thể không quan tâm dù sao lại nghịch thiên tư chất đối xung kích trung cực không có gì trực tiếp trợ giúp nhưng là thập giai ngộ ra thời gian quy tắc đây chính là đối trung cực trung cực có không thấp giúp ích có thể so với bình thường thập nhất giai cường giả tối đỉnh nhiều một lần tiếp nhận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú cơ hội thể nội thế giới sẽ thu hoạch được chỗ cực tốt tương lai trung cực nhảy lên hướng phía thể nội vũ trụ thuế biến cũng nhẹ nhõm rất nhiều đối ta cũng không có cái gì ảnh hưởng Tháp bạt cổ thần nhìn Ti Trung cổ thần một chút, cho dù nhân loại văn minh thêm ra một vị trí cường giả cũng chỉ là ảnh hưởng các đại đỉnh phong thế lực ở giữa thế cục, cùng lắm thì ta đầu nhập vào trùng tộc. Nhân loại văn minh thêm ra một vị trí cường giả chỉ là để nhân loại văn minh nội tình thực lực tăng lên một đoạn, xa xa làm không được không kiêng nể gì cả. Ngươi dự định tại ngàn vạn năm bên trong xung kích trung cực, trong lúc đó đầu nhập vào trùng tộc, thật một điểm ảnh hưởng đều không có. Ti Trung cổ thần cười nói, Tháp bạt cổ thần chưa hồi phục hắn giờ phút này cũng ẩn ẩn cảm nhận được một tia hối hận, chỗ nào dự liệu được Ngân Hà Tinh chủ như vậy không nhận uy hiếp. Lại nhân loại văn minh nội tình thật là đáng sợ, lúc này mới đản sinh 12 vị trí cường giả bao lâu, liền lại có đản sinh thứ 13 vị trí cường giả hy vọng. Sớm biết rõ như thế, quả quyết giao ra Ngân Hà Tinh chủ vị kia hảo hữu, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chí sẽ không làm mất lòng Ngân Hà Tinh chủ, làm mất lòng nhân loại văn minh. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở hai mắt ra, lão sư bước vào cửu dai rồi lâm nguyên thu được tin tức này trên mặt hiển hiện tiếu dung mặc dù bước vào cửu dai đối với hiện tại lâm nguyên mà nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối xích côn tinh chủ tới nói kia là nhiều năm tâm nguyện đi chúc mừng lão sư lâm nguyên ý thức kết nối thế giới giả tưởng cá nhân không gian lâm nguyên cùng xích côn tinh chủ nhìn nhau mà ngồi chúc mừng lão sư bước vào cửu dai lâm nguyên mỉm cười nói ngươi là trâu gẹo ta hay sao Côn tinh chủ trợn trắng mắt, hắn còn không có sách Lâm Nguyên đột phá tới thập giai đây. So với thập giai tiến hóa giả đàn sinh, bát giai đột phá tới cửu giai tính là gì? Sau đó hai sư đồ nói chuyện phiếm một hồi. Côn tinh chủ có thể cảm nhận được, cho dù chính mình vị này đồ đệ đã triệt để ngự trị ở bên trên hắn, nhưng cũng không có chút nào thập giai tiến hóa giả tư thái, phảng phất vẫn là trước đây cái kia tiểu đệ tử. Cái này khiến Sikon tinh chủ trong lòng có chút ấm áp. Đúng rồi huyền hoàng tiến hóa đường tắt cùng huyền hoàng bí cảnh ở giữa. Xích côn tinh chủ thăm dò hỏi. Hàn đối giữa hai bên quan hệ rất là tò mò. Lần này thăm dò huyền hoàng bí cảnh cũng không có phát hiện cùng huyền hoàng tiến hóa đường tắt liên hệ. Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 385, Lâm Nguyên cũng không có ăn ngay nói thật. Chủ yếu là huyền hoàng bí cảnh thực sự quá là quan trọng, tương lai chờ đợi Lâm Nguyên xưng là trí cường giả, không sợ hết thảy lúc, có lẽ sẽ công khai việc này. Nhưng là hiện tại, tự nhiên giấu diếm tương đối tốt không có quan hệ gì à xích côn tinh chủ ẩn ẩn có chút thất vọng cũng đúng ta đều có thể lấy được tiến hóa đường tắt đối huyền hoàng bí cảnh đây tính toán là cái gì xích côn tinh chủ cấp tốc liền muốn minh bạch hắn thu hoạch được huyền hoàng bí cảnh cũng không phải là rất khó nếu như huyền hoàng tiến hóa đường tắt thật cùng huyền hoàng bí cảnh có mấu chốt liên hệ lúc há lại sẽ bị hắn chỉ là bát sai vô địch mang ra xích côn tinh chủ không biết đến là huyền hoàng bí cảnh chi linh vì để cho huyền hoàng tiến hóa đường tắt tốt hơn truyền đến ngoại giới cơ hồ là nửa đưa thức đem này tiến hóa đường tắt đưa ra tới bất quá đại đa số cường giả đạt được cửa này tiến hóa đường tắt lúc lặp đi lặp lại nếm thử phát hiện căn bản không tu luyện được cũng liền dần dần từ bỏ không còn quan tâm ngẫu nhiên có có thể thỏa mãn huyền hoàng tiến hóa đường tắt sinh mệnh thường thường cũng đều tại nửa đường vẫn lạc không đạt được gây nên huyền hoàng bí cảnh kêu gọi tiền đề lão sư liên quan tới huyền hoàng tiến hóa đường tắt ta dự định đối ngoại công khai, tại ta nhân loại văn minh bên trong tìm mấy vị có thể tu luyện môn này tiến hóa đường tắt tiến hóa giả. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Đây cũng là trước đây hắn đáp ứng huyền hoàng bí cảnh chi linh sự tình. Về phần cái khác tiến hóa giả tu luyện huyền hoàng bí cảnh sẽ hay không dung chuyển Lâm Nguyên đối huyền hoàng bí cảnh quyền khống chế. Đã không có khả năng này, bây giờ Lâm Nguyên luyện hóa bí cảnh hạch tâm, trở thành huyền hoàng bí cảnh không có chút nào tranh cãi chủ nhân cho dù có người đem huyền hoàng tiến hóa đường tắt tu luyện đến thập giai, thập nhất giai, cũng đối huyền hoàng bí cảnh không tạo được ảnh hưởng chút nào. Không có vấn đề." Xích Côn Tinh chủ gật đầu. "Đa Tạ lão sư." Lâm Nguyên lập tức nói. "Ngân Hà chủ tinh." Lâm Nguyên thuận lợi đem huyền hoàng tiến hóa đường tắt nhất giai thiên đến thất giai thiên thượng truyền. Về phần thất giai thiên, cửu giai thiên, thập giai thiên, thập nhất giai thiên thậm chí thập nhị giai thiên nếu như ngay cả phía trước nhất giai thiên đến thất giai thiên đều không nhập môn được, đằng sau tự nhiên cũng không cần tu luyện. Ba vị nữ thần đối huyền hoàng tiến hóa đường tắt đánh giá cũng không cao. Lâm Nguyên nhận được trí tuệ nữ thần đối huyền hoàng tiến hóa đường tắt phán định. Nhân loại văn minh tiến hóa đường tắt phán định ngang trọng yếu nhất một cái tiêu chuẩn, đó chính là phổ cập trình độ. Cũng chính là có thể tu luyện môn này tiến hóa đường tắt nhân số. Dù cho là trí cường tiến hóa đường tắt, nếu như ngưỡng cửa cực cao, dẫn đến không người nhập môn, như vậy giá trị cũng sẽ không cao đi nơi nào. Huyền hoàng bí cảnh mặc dù không về phần không người nhập môn, nhưng muốn tu luyện này tiến hóa đường tắt cũng không phải chuyện dễ dàng. Số hiệu A098 chiến trường Lấy A là mở đầu dị tộc chiến trường, chính là cỡ lớn dị tộc chiến trường. Nhân loại văn minh mở dị tộc chiến trường nhiều đến 200 vạn tòa, trong đó tuyệt đại đa số đều là cỡ nhỏ dị tộc chiến trường. Cỡ chung dị tộc chiến trường có 86 vạn tòa. Về phần cỡ lớn dị tộc chiến trường, cho đến trước mắt chỉ có 135 tòa. Mỗi một tòa cỡ lớn dị tộc chiến trường đều là đỉnh phong tộc quần ở giữa say thịt trận, nơi này là vũ trụ tinh không cường giả hội tụ nhiều nhất địa phương. Chí cường giả ánh mắt đều tùy thời nhìn chăm chú lên. Số hiệu A098 chiến trường tới gần trung bộ khu vực vị trí. Lâm Nguyên Thái Dương Nguyên Thần ngay tại cẩn thận nghiêm túc phi hành. Mặc kệ là cỡ nhỏ dị tộc chiến trường, vẫn là cỡ trung dị tộc chiến trường, lại hoặc là cỡ lớn dị tộc chiến trường không gian đều cực kỳ không ổn định na di thuấn di thủ đoạn sẽ xuất hiện cực lớn sai sót những này sai sót xuất hiện trong vũ trụ tinh không ngược lại là không có gì nguy hiểm như là trên chiến trường vạn nhất không xem chừng na di đến địch nhân hang ổ chẳng phải là muốn chết cho nên bình thường tình huống dưới không có vị kia cường giả cảm giác trên chiến trường tiến hành na di thuấn di lâm nguyên cũng không ngoại lệ cho dù bằng vào thời không cửu bộ lâm nguyên có thể đem sai sót xuống đến thấp nhất nhưng thời không cửu bộ tạo thành tiêu hao quá lớn lại thi triển này môn bí pháp động tĩnh cũng rất lớn, sẽ bắn ra trùng điệp không gian gợn sóng. Dù sao loại này bí pháp định vị là vạn bất đắc dĩ đào mệnh thủ đoạn, đều lâm vào loại này đào mệnh thế cục, chỗ nào còn quản động tĩnh lớn không lớn. Cỡ lớn dị tộc chiến trường, thực sự quá lớn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn từ Ngân Hà Tinh Vực đã tìm đến này tòa chiến trường, chỉ phí phí hết hơn nửa năm. Sau đó mấy năm, liền một mực tại trên chiến trường chậm chạp phi hành, hướng phía cái kia đạo vĩnh cửu vết nứt không gian tiến lên. Dựa theo Lâm Nguyên đối số hiệu A098 chiến trường hiểu rõ, này tòa cỡ lớn dị tộc chiến trường, đường kính vượt qua 500 năm ánh sáng, cho dù là tại Minh Mông vũ trụ hư không bên trong, cũng coi như được quái vật khổng lồ. Nghe nói nhân loại văn minh mở 135 tòa cỡ lớn chiến trường, đều là xuất từ trí cường giả chi thủ, chính là trung cực tồn tại tự mình luyện hóa mà thành, đủ để tiếp nhận thập nhất giai sinh mệnh ở giữa chém giết. Bất quá, dù là vừa tiến vào chiến trường ta cũng gửi được phá giới nguyên lực khí tức lâm nguyên trên mặt hiển hiện tiếu dung trước đây tại cỡ nhỏ dị tộc chiến trường cỡ chung dị tộc chiến trường chỉ có dựa vào gần vĩnh cửu vết nứt không gian lúc mới có thể tăng tốc phá giải nguyên lực góp nhặt như là tại cỡ lớn dị tộc chiến trường cho dù là tại chiến trường biên giới lâm nguyên cũng phát giác được phá giới nguyên lực góp nhặt tốc độ tăng lên cho dù chỉ là rất nhỏ tăng lên nhưng cũng là tăng lên cùng cỡ nhỏ Cỡ chung dị tộc chiến trường so sánh, đó chính là chất biến. cũng không biết rõ chờ đến thật tới gần cái kia đạo vĩnh cửu vết nứt không gian sẽ đem phá giới nguyên lực góp nhặt tốc độ tăng lên tới trình độ nào. lâm nguyên trong lòng có chút chờ mong. huyền hoàng bí cảnh, lâm nguyên thái âm nguyên thần đứng lơ lửng giữa không trung. từ khi đột phá tới thập giai về sau, lâm nguyên ngẫu nhiên liền tiến vào huyền hoàng bí cảnh, đến làm quen một chút tự thân tăng vọt sau lực lượng. huyền hoàng bí cảnh liền trí cường giả thăm dò đều có thể ngăn trở. Lâm Nguyên ở chỗ này hoàn toàn có thể thỏa thích xuất thủ, không cần có giữ lại chút nào. Ầm ầm. Kinh khủng năng lượng ba động, cơ hồ quét sạch một phần 10 khu vực bí cảnh, cùng bình thường thập giai so sánh, Lâm Nguyên thực lực nội tình không biết rõ mạnh bao nhiêu. Trải qua hỗn độn hư không cái kia đạo vượt qua 12 năm ánh sáng lỗ hồng, dài đến 333 giây bản nguyên quán chú, Lâm Nguyên toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều tiến hành một trận lớn thuế biến. Cùng cửu giai lúc so sánh, Lâm Nguyên mạnh lên quá nhiều. Phảng phất từ một con sâu kiến, biến thành một tôn thần long. Rầm rầm. Trung điệp tầng không gian bị xé nứt, Lâm Nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân bộc phát lực lượng, đều đủ để mẫn diệt từng vị thập giai bính cấp, thập giai ất cấp. Chỉ có ngộ gia trụ cột cấp dung hợp quy tắc thập giai hạng A, mới có thể tại Lâm Nguyên tùy ý thả ra trong dư âm kiên trì. Nhưng cũng chỉ là kiên trì, liền phảng phất một cái thuyền nhỏ, tại một tòa minh mông đại dương minh mông trên trôi nổi, lúc nào cũng có thể chìm xuống. Chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ tại không có bất luận cái gì quy tắc chi lực gia trì dưới, liền đã siêu việt thập giai cực hạn. Huyền hoàng bí cảnh chi linh, sáu tay thân ảnh xuất hiện ở phía xa, nhìn qua minh mông trong sức mạnh lâm nguyên, rung động trong lòng không thôi. Thập giai sinh mệnh chủ yếu phương thức tu luyện chính là không ngừng dung hợp các loại quy tắc. Mà dung hợp quy tắc cũng là thập giai sinh mệnh trọng yếu nhất thủ đoạn công kích. Nhưng là hiện tại, Lâm Nguyên không có mượn nhờ bất luận cái gì quy tắc, bắn ra uy năng liền siêu việt thập giai phạm chủ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vẹn vẹn chỉ là siêu việt thập giai cực hạn. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, có chút thất vọng. Cùng mới vào thập giai lúc so sánh, Lâm Nguyên thực lực lại tăng lên một mảng lớn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể miễn cưỡng đạt tới thập nhất giai ngưỡng cửa. Chủ nhân, sáu tay thân ảnh có chút trầm mặc. Thập giai cùng thập nhất giai, thuộc về hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Không phải nói siêu việt thập giai cực hạn, liền có thể đạt tới thập nhất giai. Nếu như nói thập giai cực hạn là 100 như vậy thập nhất giai chính là một thiên nhất vạn. Siêu Việt thập giai cực hạn, đạt tới 110, 120, cự ly thập nhất giai như cũ có dài rằng giặc cự ly. Huyền hoàng một mạch huy hoàng thời kỳ, xác thực từng có một ít biến thái thập giai sinh mệnh, mượn nhờ bí pháp vũ khí các loại thủ đoạn, ngắn ngủi cùng thập nhất giai sinh mệnh rằng co một lát. Nhưng Lâm Nguyên hiện tại là nghĩ vẻn vẹn bằng vào tự thân thuần túy lực lượng, liền đạt tới thập nhất giai ngưỡng cửa. Cái này khiến sáu tay thân ảnh trong lúc nhất thời không biết rõ muốn nói gì nếu như bằng vào mượn tự thân thuần nát lực lượng liền so sánh thập nhất giai, vậy vẫn là thập giai sinh mệnh. Trải qua tại Huyền Hoàng bí cảnh nhiều lần nếm thử, Lâm Nguyên đối hiện nay thực lực của mình có đại khái định vị. Trên cơ bản đã coi như là thập giai vô địch, bình thường hạng A thập giai, căn bản trên tay Lâm Nguyên trèo chống không được bao lâu. Nếu như Lâm Nguyên liều lĩnh, nỗ lực to lớn đại giới, chỉ sợ có thể ngắn ngủi đem thực lực bản thân tăng lên đến thập nhất giai ngưỡng cửa cấp độ. Tỷ như vận dụng thần thông cường hóa, Nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí, thể nội, thế giới các loại hết thảy đều cường hóa gấp 10, đối thực lực tăng lên đoán chừng là gấp trăm lần nghìn lần, hoàn toàn có thể phá vỡ mà vào thập nhất giai lĩnh vực. Dung hợp quy tắc. Xét lại một hồi, Lâm Nguyên tiếp tục bắt đầu tu luyện Ngộ Đạo bắt đầu. Sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc. Lâm Nguyên nâng lên hai tay, tay trái tràn ngập ấm áp sinh cơ, tay phải thì là tràn ngập băng lãnh tử vong. Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ. Lâm Nguyên trong đầu hiện ra rất nhiều linh cảm hai tay ở giữa sinh tử chi lực, vậy mà bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 386, đột phá thập giai, đối với Lâm Nguyên tới nói, ngoại trừ nhất trực quan phương diện thực lực tăng vọt. Còn có một chỗ tốt, đó chính là đối quy tắc cảm ngộ trở nên dễ dàng rất nhiều. Cửu giai cùng thập giai vị trí độ cao khác biệt, nhìn thấy nhìn thấy phong cảnh tự nhiên cũng khác biệt. Lâm Nguyên nghịch thiên ngộ tính cũng giống như thế, cửu giai lúc nghịch thiên ngộ tính, tham ngộ trụ cột cấp quy tắc dung hợp chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu nhưng là thập giai không thể nói là nhẹ nhõm nhưng cũng coi như không lên cái gì tối nghĩa bước vào thập giai mấy năm qua lâm nguyên đầu tiên chính là đối với sinh mạng quy tắc cùng tử vong quy tắc hai loại trụ cột quy tắc ở giữa dung hợp cảm ngộ rất sâu giờ này khác này tất cả cảm ngộ đều hóa thành linh cảm thôi động lâm nguyên đi ra một bước cuối cùng kia ngươi ngộ tính nghịch thiên tham ngộ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc bắt đầu tiến hành quy tắc dung hợp ngươi ngộ tính nghịch thiên tham ngộ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc bắt đầu tiến hành quy tắc dung hợp ngươi ngộ tính nghịch thiên tham ngộ sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc thuận lợi dung hợp thành công oanh lâm nguyên não hải oanh minh sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc triệt để dung hợp hình thành một loại hoàn toàn mới quy tắc lực lượng loại này quy tắc lực lượng dung nạp sinh mệnh cùng tử vong để cả hai không ngừng luân hồi phảng phất không có cuối cùng ta rốt cục ngộ ra một môn trụ cột cấp dung hợp quy tắc Lâm Nguyên trên mặt hiển hiện tiếu dung. Bình thường tới nói, thập giai tiến hóa giả ngộ ra một môn trụ cột cấp dung hợp quy tắc, cũng chính là chỉ ít hai loại trụ cột cấp quy tắc dung hợp sau quy tắc mới, vậy liền có thể đứng hàng thập giai hạng A. Chỉ bất quá một bước này đối với thập giai tiến hóa giả tới nói, muốn đi cực kỳ lâu. Chỉ là Lâm Nguyên, đến một lần Lâm Nguyên nội tình quá hùng hậu, chưa bước vào thập giai, liền đem các trụ cột lớn cấp quy tắc hiểu được mấy lần. Thứ hai Lâm Nguyên bản thân ngộ tính nghịch thiên, cái khác thập giai tiến hóa giả, mới vào cấp độ này, liên trụ cột cấp quy tắc đều không có ngộ ra mấy cái, chớ nói chi là ngộ ra trụ cột cấp dung hợp quy tắc. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc dung hợp, ta ngộ ra dung hợp quy tắc, hẳn là sinh tử luân hồi quy tắc." Lâm Nguyên âm thầm nghĩ tới. Sinh tử luân hồi quy tắc, chính là rất nhiều trụ cột cấp quy tắc bên trong, phi thường cường đại một loại dung hợp quy tắc. Nó chỗ bao quát hai loại trụ cột quy tắc, sinh mệnh cùng tử vong là hoàn toàn cực đoan tương phản quy tắc. Sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc dung hợp độ khó vượt qua cái khác trụ cột quy tắc ở giữa dung hợp, nhưng một khi dung hợp thành công, hình thành sinh tử luân hồi quy tắc uy năng cũng kinh khủng dị thường. Ta thực lực bây giờ, thông thường trạng thái dưới, hẳn là có thể đạt tới thập nhất giai ngưỡng cửa à." Lâm Nguyên trong lòng nghĩ đến. Đối với bình thường thập giai cường giả mà nói, ngộ ra một loại trụ cột cấp dung hợp quy tắc, đối tự thân thực lực tăng lên, hoàn toàn chính là chất biến. Trụ cột cấp dung hợp quy tắc tồn tại không đồng loại hình, có các loại trọng điểm điểm, nhưng mặc kệ loại nào trụ cột cấp dung hợp quy tắc, đều có thể để thập giai cường giả nhảy lên tiến vào hạng A uy hiếp danh sách. Cho nên, Lâm Nguyên ngộ ra sinh tử luân hồi quy tắc về sau, thực lực bản thân đồng dạng nghênh đón tăng lên trên diện rộng. Đơn giản tới nói, nếu như đem trụ cột cấp dung hợp quy tắc so làm một thanh lưỡi dao, nó tại người bình thường trong tay có thể hình thành to lớn lực sát thương. Trong tay tiến hóa giả lực sát thương cũng tương tự sẽ càng mạnh cao hơn. Đồng dạng trình độ sinh tử luân hồi quy tắc, từ Lâm Nguyên thôi động, cùng từ bình thường thập giai hạng A cường giả thôi động, bắn ra uy năng tự nhiên ngày đêm khác biệt. Lại đi thử một chút. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Thái Âm Nguyên Thần lập tức giáng Lâm Huyền Hoàng bí cảnh. Trở thành Huyền Hoàng bí cảnh chủ nhân về sau, bằng vào Huyền Hoàng ấn ký, Lâm Nguyên có thể tại trong vũ trụ bất luận cái gì một chỗ vị trí, tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh. Về phần gia ngoại trừ kia cố định 333 chỗ bí cảnh lối ra. Còn có thể thành lập cùng huyền hoàng bí cảnh ở giữa đạo tiêu làm liên hệ dẫn dắt. Phương diện này Lâm Nguyên đã sớm thành lập tốt, lấy chân thân bản tôn làm ra lúc đạo tiêu. Lúc trước tại huyền hoàng bí cảnh đóng lại lúc, sở dĩ cùng cái khác cửu giai tiến hóa đi ra đến, chính là chế tạo chính mình cũng từ huyền hoàng bí cảnh rời đi tràng cảnh. Huyền hoàng bí cảnh Lâm Nguyên thái âm nguyên thần lần nữa giáng lâm. Chủ nhân Sáu tay thân ảnh xuất hiện, nhìn qua lâm nguyên hơi nghi ngờ dò hỏi ta thử lại lần nữa thực lực lâm nguyên nói thẳng được sáu tay thân ảnh gật đầu mặc dù không rõ ràng lâm nguyên vì sao lại đến một lần nhưng sáu tay thân ảnh sẽ chỉ nghe theo chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì tòa này bí cảnh cực hạn chịu đựng bao nhiêu lâm nguyên tại động thủ trước đó dò hỏi cực hạn chịu đựng sáu tay thân ảnh trầm ngâm một hồi trung cực phía dưới công kích cơ bản cũng không có vấn đề gì huyền hoàng bí cảnh sở dĩ có thể tránh thoát trí cường giả khóa chặt dựa vào là dung nhập chủ vũ trụ vô số nặng tầng không gian khoảng cách thủ đoạn về phần huyền hoàng bí cảnh bản thân cũng không có ngăn cản trí cường giả năng lực nhưng trí cường giả ngăn không được thập nhất giai sinh mệnh công kích vẫn là dư sức có thừa vậy là tốt rồi lâm nguyên gật đầu ta vừa rồi ngộ ra một loại dung hợp quy tắc muốn nếm thử một cái ngươi giúp ta xem một chút uy năng có hay không đạt tới thập nhất giai ngưỡng cửa Lâm Nguyên nói xong, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía phía trước nhấn một cái. Ông Kinh khủng sinh mệnh quy tắc cùng Tử vong quy tắc dung hợp sau lực lượng bắt đầu xuất phát, hai loại cực đoan quy tắc khí tức không ngừng rót vào đến trùng điệp tầng không gian, mơ hồ ở giữa bắt đầu ảnh hưởng huyền hoàng bí cảnh ổn định. Cái này, sáu tay thân ảnh sắc mặt hơi đổi. "Chủ nhân, không thể tiếp tục công kích." Sáu tay thân ảnh vội vàng nói. "Ừm." Lâm Nguyên cũng phát giác được huyền hoàng bí cảnh biến hóa hắn thôi động sinh tử luân hồi quy tắc đánh ra một kích xa xa tính không lên dung chuyển huyền hoàng bí cảnh nhưng lại đối bí cảnh hạch tâm bản chất sinh ra liên miên không dứt ảnh hưởng không hổ là sinh tử luân hồi quy tắc lâm nguyên trong lòng sợ hãi thán phục lấy hắn nội tình thực lực thôi động sinh tử luân hồi quy tắc phía dưới bộc phát ra lực phá hoại tuyệt đối đạt tới thập nhất dài ngưỡng cửa chủ nhân vừa rồi một kích kia đạt tới thập nhất dài ngưỡng cửa sáu tay thân ảnh lập tức nói Đồng thời thần sắc hiển hiện một vòng hãi nhiên. Mới vào thập giai, liền có thể tạo thành đáng sợ như vậy một kích, đây là thập giai sinh mệnh. Ta biết rõ. Lâm Nguyên tâm tình không tệ, chỉ là một kích này mặc dù đạt tới thập nhất giai ngưỡng cửa, nhưng cùng chân chính thập nhất giai cường giả so sánh, vẫn còn có chút yếu. Cái gọi là thập nhất giai ngưỡng cửa, chính là mới vào thập nhất giai cấp độ cường giả tiện tay một kích. Bất quá Lâm Nguyên cũng không có ủy oải, hắn mới bước vào thập giai bao lâu, liền có thể làm được loại này trình độ tiếp qua mấy chục năm mấy trăm năm, khiêu chiến thập nhất giai cường giả hoàn toàn có khả năng. Thế giới giả tưởng. Lâm Nguyên ngộ ra sinh tử luân hồi quy tắc về sau, liên cùng Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly tinh chủ tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Ha 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 ha, Ngân Hà tinh chủ, ngươi thập giai khánh điển, đều nhanh theo kịp Nạp Lan phó tháp chủ thập nhất giai khánh điển. Hắc Tinh chi chủ cười nói, ta cũng không nghĩ tới, mọi người sẽ như vậy nhiệt tình. Lâm Nguyên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Bước vào thập giai về sau, Lâm Nguyên cũng cử hành thập giai khánh điển, kết quả liền thu được các loại chúc mừng chúc mừng. Nhân loại văn minh những cái kia thập giai, thập nhất giai tiến hóa giả cùng rất nhiều thế lực đều nhau nhau phát tới thư chúc mừng. Đương nhiên, ngoại trừ thư chúc mừng bên ngoài, hạ lễ tự nhiên cũng rất long trọng. Liên Liên Hắc Tinh chi chủ cùng Lưu Ly Tinh chủ cũng đưa tới một phần không ít hạ lễ. Một trận khánh điển tổ chức xuống tới, Lâm Nguyên chỉ là hạ lễ tiền biếu, liền nhận được 7800 vạn phương vũ trụ tinh. Đây là bởi vì tổ chức khánh điển chính là Ngân Hà Tinh chủ. Ta trước đây đột phá thập giai, tổ chức khánh điển nhưng không có dạng này quy mô. Hắc Tinh chi chủ lắc đầu nói, Ngân Hà Tinh chủ tiềm lực vô hạn, trước mắt triển lộ ra thiên phú tư chất, bước vào thập nhất giai đã coi như là vững vàng. Cho nên đưa tặng hạ lễ tiến hóa giả cùng thế lực tự nhiên rất nhiều. Mà hắn Hắc Tinh chi chủ, mới vào thập giai lúc, cũng liền so bình thường thập giai khánh điển náo nhiệt một chút. Lúc đó Hắc Tinh chi chủ triển lộ ra tư chất xa xa không đạt được hiện tại lâm nguyên trình độ chờ ngươi tổ chức thập nhất giai khánh điển khẳng định so với ta mạnh hơn lâm nguyên lập tức nói hy vọng đi hắc tinh chi chủ trên mặt cũng hiển hiện tiếu dung hắn cũng khát vọng bước vào thập nhất giai nhưng muốn bước ra một bước kia chỉ dựa vào tích lũy vô dụng nạp lan phó tháp chủ nếu như không phải là bởi vì lâm nguyên kích thích dẫn đến tâm cảnh chuyển biến muốn đột phá đoán chừng còn phải hao tổn số lượng vạn mấy chục vạn năm dù vậy cũng chỉ là có khả năng đột phá thôi. Lại cùng Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ nói chuyện phiếm một hồi. Lâm Nguyên liền cắt ra thế giới giả tưởng kết nối. Ta hiện tại đã ngộ ra được sinh tử luân hồi quy tắc, ngược lại là có thể đi màu đen tinh cầu thăm dò thăm dò. Trong lòng Lâm Nguyên hơi động một chút. Màu đen tinh cầu chính là Lâm Nguyên Thái Âm Nguyên Thần từ Huyền Hoàng Bí cảnh trở về lúc, một lần tình cờ phát hiện thần bí tinh cầu. Tinh cầu chính giữa có lấy 12 tòa cửa chính, tiến vào mỗi một tòa cửa chính điều kiện tiên quyết chính là ngộ ra một môn trụ cột cấp dung hợp quy tắc. Lâm Nguyên nhớ kỹ trong đó một tòa cửa chính cần thiết trụ cột cấp dung hợp quy tắc chính là sinh tử luân hồi quy tắc. màu đen tinh cầu. Lâm Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. dựa theo trí tuệ nữ thần giải thích màu đen tinh cầu đến từ xa xôi tuế nguyệt trước đó trận kia vô số bảo vật từ vũ trụ bên ngoài hạ xuống sự kiện. nhân loại văn minh có thể cuột khởi cùng cái này liên quan hệ rất lớn. nghe nói thu được nào đó bộ phận mấu chốt bảo vật truyền thừa cho nên Lâm Nguyên đối viên kia màu đen tinh cầu có chút coi trọng. Đi xem một chút đi. Lâm Nguyên thái âm nguyên thần xuất hiện, chợt biến mất không thấy gì nữa, hướng phía màu đen tinh cầu vị trí tinh vực tiến đến. Hoang vu tinh vực. Một viên nhìn bình thường màu đen tinh cầu bên ngoài. Lâm Nguyên thân hình hiển hiện. Dựa theo quen thuộc, lưu lại một giọt tinh huyết đặt ở bên ngoài. Lâm Nguyên liền dáng lâm màu đen tinh cầu. Tinh cầu trung ương. 12 tòa cửa lớn màu đen đứng sừng sững, ẩn ẩn tàn mát ra cổ lão thần bí khí tức. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát một hồi, cuối cùng đứng tại trong đó một tòa cửa lớn màu đen trước. Tòa này cửa chính chính là đối ứng ngộ ra sinh tử luân hồi quy tắc tòa kia cửa chính. Chỉ có ngộ ra loại này trụ cột cấp dung hợp quy tắc mới có thể tiến vào. Bây giờ nên làm gì? Lâm Nguyên đứng tại cửa lớn màu đen bên ngoài, lông mày hơi nhíu lên. Chợt đưa tay, muốn đẩy ra cửa lớn màu đen. Nhưng cửa lớn màu đen nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào sinh tử luân hồi quy tắc. Lâm Nguyên mắt nhìn cửa lớn màu đen mặt ngoài ấn khắc đồ án. Đồ án rất phức tạp, nhưng Lâm Nguyên một chút liền có thể lý giải trong đó ý tứ. Ngộ ra sinh tử luân hồi quy tắc liền có thể tiến vào. Suy tư một lát, Lâm Nguyên nếm thử ngưng tụ sinh tử luân hồi quy tắc chi lực, chậm chạp rót vào cửa lớn màu đen bên trong. Không bao lâu. Tại Lâm Nguyên nhìn chăm chú, một đạo thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên. Phù hợp tiến vào điều kiện. Sau một khắc, Cửa lớn màu đen liền bắt đầu chấn động, ầm ầm mở ra. Lâm Nguyên không chần chờ, trực tiếp bước vào đi vào. Nơi này là, đi vào cửa lớn màu đen bên trong, Lâm Nguyên thần sắc hơi đổi, nhìn về phía chu vi.